Hello, xin kính chào mọi người. Hôm nay thì Bất động sản Niềm Tin sẽ chia sẻ cho mọi người đôi chút về một số các cái dự án ở Sông Công cũng như là một số các cái dự án ở Phổ Yên. Chúng ta hôm nay sẽ nói chung về các cái dự án của Sông Công đi, để cho mọi người tiện xem xét và đánh giá, đúng không ạ? Hiện nay tôi đang đứng ở cái khu tượng đài của thành phố Sông Công, một trong những cái nơi có thể được đánh giá là đang có những cái sự phát triển rất là tốt. Đây thuộc phường Bách Quang, thành phố Sông Công. Nói đến các dự án thì chắc là mọi người cũng đã đầu tư và nghiên cứu ở thị trường Sông Công rất là nhiều rồi. Thì chúng ta sẽ khái quát và tổng quan lại một số các cái diễn biến tình hình của các cái dự án trong cái năm 2021 để quý vị thấy được cái sự tăng trưởng như thế nào, đúng không ạ? Để quý vị có thể nắm được và định hướng được chúng ta nên đầu tư ở dự án nào cho nó có khả thi. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến cái dự án của Cosi, đúng không ạ? Mọi người chắc là biết được rằng là dự án Cosi là một trong những cái dự án mà nó cũng làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì cũng đã ra bìa, và giai đoạn thứ hai thì cũng đang giao bán, đúng không ạ? Và triển khai tiếp, đang san lấp mặt bằng rồi thì cũng phân tiếp lô và bắt đầu cũng giao bán. Thế thì cái giai đoạn 1 ấy thì là dự án của Cosi, cái giá thành ấy thì lúc ban đầu nó chỉ có như năm ngoái ấy, là đầu năm ngoái ấy, thì nó rơi vào 600-700 triệu đấy một lô. Đấy là không phải là cái lô ở trục đường 29m mà lô bên trong 600-700 triệu. Thế thì đến cuối năm ngoái ấy, thì nó lên đến 800-900. Xong đến sang năm nay, năm 2021 này thì nó lên đến 1,1, 1,2, 1,3. Nó cũng tùy theo thôi, nhưng mà đấy là đang nói ở cái góc độ chung thôi. Đấy. Và đến bây giờ thì nó đang ở cái mức là như vậy. Đấy, ở trong bên trong, còn bên ngoài của nó thì chúng ta biết được rằng là cái dãy mà 29m ấy thì người ta phải là xây dựng thì nó mới cấp bìa, thì ở đấy thì giá thành nó cũng khá là hợp lý, nhưng mà chúng ta phải xây dựng đó. Thế nên là một số các cái trục 29m đấy ấy, thì là chưa ra bìa đấy, bởi vì xây dựng hết, xây dựng lên thì người ta mới ra bìa, cho nên ở đấy là chưa xây dựng hết. Thế thì ở ngoài bên đấy thì giá thành của nó ấy là hiện tại bây giờ là nó rơi vào là hơn 1 tỷ, tức là 14-15. Đấy, nó cũng tùy theo từng vị trí. Đấy là cái dự án của Cosi của giai đoạn 1. Giai đoạn 2 của nó thì nó có những cái hồ điều hòa. Và ở đấy thì hiện tại bây giờ ấy là giá của nó cũng 12-13-14. Nó cũng tùy theo. Đấy, các cái lô ở đấy. Thì chúng ta được biết rằng là hiện tại bây giờ là giá của nó chung chung cứ từ 16 đổ lại. Là chúng ta thấy được rằng là đó là một cái dự án của Cosi, đúng không ạ? Thế sang đến cái dự án của An Châu. An Châu thì từ trước đến giờ dự án nó sẽ không phát triển rộng nữa, và hoàn toàn là các cái dự án của An Châu ấy thì người ta chỉ có mua đi bán lại thôi, bởi vì các cái dự án của An Châu là 100% nó ra bìa hết rồi. Đấy. Dự án của An Châu thì năm ngoái nó có những cái lô đất 75m ấy thì nó chỉ có rơi vào 400, 360, 370 đến 400 một lô. Và đến bây giờ những lô đấy đến năm 2021 mà hiện tại đến bây giờ nó đang dao động là từ 700 đến 800. Đấy. Đấy là quý vị thấy được cái mức độ tăng trưởng của nó. Còn những cái lô ở bên ngoài thì đến bây giờ là nó dao động là từ 1,1 tỷ cho đến 1,4 tỷ bên ngoài. Đấy, chưa tính cái mặt đường chính thì không nói, đang nói ở trong dự án thôi.
mặt đường chính của nó thì nó khác. Thế thì đấy là hai cái dự án ở sông Công mà được tôi chia sẻ, đúng không ạ? Không biết là quý vị cảm thấy thế nào. Thế thì còn đến cái dự án tiếp theo nữa là dự án của Hồng Vũ. Hồng Vũ là nó nằm ở trung tâm của thành phố sông Công. Thì dự án Hồng Vũ ấy thì bây giờ nó cũng có bìa hết rồi. Những cái lô bên trong ấy thì lô nào rẻ nó cũng rơi vào 16 17 triệu một mét. Còn những cái lô mà tương đối phổ thông ấy nó đang rơi vào 18 19 triệu một mét. Còn lô bên ngoài thì nó rơi vào từ 22 cho đến là 25. Những cái lô bên ngoài nữa có thể lên tới 27 30 triệu một mét. Đấy. Đấy là cái dự án của Hồng Vũ. Thế thì quý vị cứ nghiên cứu và đánh giá xem là cái giá trị, cái vị trí, đúng không ạ? Để quý vị thấy được rằng là sự tăng trưởng của nó. Như năm ngoái, tôi đánh giá từ năm ngoái đi, của cái Hồng Vũ ấy thì năm ngoái của nó ấy thì nó rơi vào 10, những cái lô trong nó rơi vào giá 11, 12, 13, nhưng là những cái lô trong. Đấy, còn những cái lô ngoài nó rơi vào 16, 17, thì bây giờ nó đã lên tới 25, 26, 27 rồi. Đấy, đấy là cái dự án của Hồng Vũ. Thì cái độ tăng trưởng của các cái dự án ở sông Công như vậy là quý vị cũng đã thấy cái sự tăng trưởng. Bởi vì cái đột biến của năm 2021 này thì cả nước mình là nó tăng giá về bất động sản. Cho nên là các cái dự án nhỏ hay to, đất trong dân hay là đất ở thành phố thì cũng đều tăng trưởng hết. Chúng ta lại tiếp tục đi đến các cái dự án tiếp theo nữa là dự án của Thiên Lộc, đúng không ạ? Lại nói đến Thiên Lộc. Thiên Lộc thì quý vị cũng đã thấy rồi. Vừa qua tôi cũng đã chia sẻ cho một số anh em cái dự án Thiên Lộc và cũng đã được nhiều người đầu tư và cũng đã thành công khá là tốt. Bởi vì là dự án Thiên Lộc ở thành phố Sông Công là một trong những cái dự án rẻ nhất, có thể được đánh giá là rẻ nhất. Tất cả các dự án kia nó lên tới 8-900 triệu cho đến 1 tỷ, hơn 1 tỷ rồi. Thế nhưng mà dự án của Thiên Lộc lúc đó như vừa qua này, cách đây khoảng độ 2 tháng trước thì nó có những cái lốc 1, lốc 2, lốc 3 ấy, thì nó chỉ rơi vào có hơn 500 triệu một mét thôi, hơn 500 triệu một lô thôi. Thì nó hơn 5 triệu một mét. Đấy. Thì quý vị thấy được rằng là 100 mét một lô đất mà đường xá, hành lang, giao thông rồi tất cả mọi tiện ích đều đẹp long lanh rồi mà mới có giá hơn 500 triệu một lô đất. Đấy, 520, 550, 570 một lô. Thì đến bây giờ cách đây có 2 tháng thôi, đến bây giờ nó đã rơi vào 7-800 triệu. Đấy. Còn nếu như nói đến năm ngoái, đúng không ạ? Nói năm ngoái thì lô rẻ nhất ở đấy là tôi chia sẻ với quý vị là có 350 triệu. Đấy là lô rẻ nhất. Đấy, nó 350 triệu là năm ngoái. Còn những cái lô phổ thông thì nó 400, 500. Đấy, lúc đấy đó. Đấy. Và đến bây giờ thì như năm nay là cái năm các cái dự án là nó có một cái sự tăng trưởng rất là đồng đều. Thì ở sông Công ấy thì cái dự án Thiên Lộc thì đến hiện tại đến bây giờ thì nó đã tăng từ đầu năm đến bây giờ là nó tương đương với lại nhân x2 rồi. Đấy, tương đương với nhân x2. Đấy là chia sẻ cho quý vị như vậy để cho quý vị lắm được. Thế thì nói đến tiếp theo nữa là cái dự án của Vạn Phúc, đúng không ạ? Thành phố Sông Công thì nhiều dự án lắm. Dự án Vạn Phúc là mà năm ngoái thì cũng rất là rẻ, đến bây giờ cũng tăng gấp đôi rồi. Đấy là của Vạn Phúc. Cái năm ngoái ấy, thì hầu như là người ta bị đóng băng, nằm ngủ. Bởi vì năm ngoái là một trong những cái thời điểm mà dịch Covid nó quá nặng lề. Thật sự với quý vị là năm ngoái là một năm nặng lề về Covid. Thế cho nên là năm ngoái đất nó tụt xuống như kiểu là từ trên trời rơi xuống đất. Các dự án, các cái đất mà trong dân thì làm bẹp rúm hết. Thế nhưng mà sang đến năm 2021 thì nó bung lên, nó lở như lở hoa. Đấy. Dự án nào cũng sống, đất dân cũng sống, đất thành phố cũng sống, mà đất dự án đều sống hết. Chỉ có mỗi đất là du lịch là chết. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ, đúng không ạ? Thế thì lại nói tiếp đến cái dự án của Vạn Phúc, đúng không ạ? Dự án Vạn Phúc thì nói năm ngoái nó chỉ có 500-600 triệu một lô thôi. Thế mà đến bây giờ thì hiện tại đến bây giờ nó đang dao động là từ 900 cho đến tỷ 2, tỷ 3 rồi. Đấy. Cho nên đấy cũng là một trong những cái tăng trưởng khá là mạnh. Nhưng không vì cái điều đó mà chúng ta năm nay chúng ta lại lao hết vào dự án. Mà không vì đó mà năm nay chúng ta lao hết vào đất dân hoặc đất thành phố. Chúng ta cần phải cầm trịch, chúng ta cần phải tính toán cách kỹ lưỡng. Bởi vì đất không bao giờ có sự đột biến liên tục như vậy được. Nó cũng có lúc nghỉ, đúng không ạ? Thế cho nên là cái điều mà chúng ta đầu tư
chúng ta cảm thấy nó thành công rồi thì chúng ta vẫn phải nhìn lại các cái chặng đường để chúng ta thấy được rằng là nó có tăng trưởng được nữa hay không, hay là nó sẽ phải dừng lại để nó nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu nó mới tiếp tục tăng, đúng không ạ? Đấy cũng là một cái cách mà chúng ta phải lên nhìn nhận lại. Đấy. Thế thì nói đến sông Công thì còn cái dự án Danco. Danco năm ngoái cũng gần như là đóng băng nằm ngủ. Bởi vì năm ngoái của dự án sông Công của Danco ấy, thì nó ở đường thắng lợi kéo dài ấy, thì xây dựng mô hình đổ đất phân lô bán nền ấy, thì nó cũng không được mạnh mẽ. Bởi vì là Danco năm ngoái là dồn toàn lực vào cái Danco ở trên Đồng Hỷ. Đấy. Và đến năm nay thì cũng vậy. Cho nên là thực chất thì Danco đến cuối năm vừa rồi này thì bắt đầu mới có một cái sự tăng trưởng, nhúc nhích, khỏe hơn. Thì Danco đến bây giờ là đang giao bán những cái căn của Danco ấy, thì những cái căn shop house mà xây nhà 3-4 tầng ấy, thì nó rơi vào hơn 5 tỷ. Đấy. Đất ở bên trong là có những cái giá là 14, như mấy tháng trước là 14-15. Đấy, nó tùy theo. Rồi 20. Đất của dự án Danco thì nó không như là các cái dự án khác. Bởi vì Danco nó có một cái chiến lược khác hoàn toàn. Bởi vì Danco nó xây dựng một cái quy mô nó khác hơn so với các cái dự án kia. Các cái dự án mà ở sông Công thì chỉ có mỗi dự án của Danco là nó xây dựng quy mô hoành tráng. Từ cái đường vào, từ những cái tượng nữ thần tự do hay là cây xanh hay là vỉa hè thì đều thiết kế khác hoàn toàn so với các cái dự án của Cô Si hay là dự án Thiên Lộc hay là dự án Vạn Phúc, đều thiết kế khác hoàn toàn. Dự án của Danco thì nó hoành tráng hơn, cho nên là cái giá đất khi bắt đầu khởi điểm ra nó đã giá mười mấy triệu rồi, tức là nó đắt hơn hoàn toàn so với lại các cái dự án lân cận ở xung quanh. Và đến bây giờ thì dự án của Danco nó vẫn là dự án cao nhất. Đấy, đắt nhất. Đấy. Cho nên là chia sẻ để cho quý vị nắm được. Tiếp theo nữa là cái dự án mới đây. Bây giờ đến cái dự án mới tinh như thế này. Đó chính là dự án của Cầu Trúc đây này. Dự án Cầu Trúc là một trong những cái dự án mới tinh. Quý vị thấy được rằng là đang san lấp, đang làm cống rãnh, đang làm đường. Thì dự án của Cầu Trúc này, nếu như quý vị bây giờ quý vị ra đến cái dự án Cầu Trúc này thì quý vị thấy là cò vạc các cái nhà môi giới rất là đông. Bởi vì nó đang đẩy thị trường. Tất cả các cái dự án ở đây ấy thì đang đẩy thị trường rất là mạnh. Giá thành ở đây bây giờ nó đang dao động là từ 15-16 triệu cho đến 30 triệu một mét rồi. Mà quý vị thấy được rằng là cái giá thành nó đã đẩy lên như vậy. Mà rất là nhiều nhà đầu tư bây giờ đang xô lấn nhau để mà mua, xong bắt đầu là bán. Đấy. Nhiều lắm. Dự án Cầu Trúc này quy mô của nó cũng khá là ok. Về quy mô, về vị trí cũng khá là đẹp. Đấy. Còn thì chủ đầu tư của dự án này ấy, thì là nó rơi vào 4 nhà đầu tư lớn tập trung vào, gọi là góp cổ phần để đầu tư cái dự án này. Dự án này chạy khá là nhanh, tốc độ cũng khá là tốt. Thế nhưng mà giá thành thì so với thị trường xung quanh bây giờ nó đang đỉnh nhất. Khả năng là nó đang là đắt, đắt nhất. Cho nên là các nhà đầu tư bây giờ đang lao đầu vào để đầu tư. Thì các vị cứ đầu tư thoải mái đi. Thế nhưng mà các vị mà không nắm được về các cái lộ trình xung quanh, không nắm được về các cái diễn biến phức tạp của nó, một là quý vị có thể nằm ngủ ở đấy, hai là quý vị có thể thành công, nhưng mà phải xem xét thật kỹ. Bởi vì là tất cả các cái dự án nào cũng vậy, đầu tiên người ta cũng sẽ phải lăng xê, đúng không ạ? Bây giờ thì cứ tất cả đều chia sẻ, đều bán là những cái lô đất là ngoại giao, xuất ngoại giao, đúng không ạ? Bây giờ 1 xuất ngoại giao đã đành, 5 xuất ngoại giao đã đành, 10 xuất ngoại giao đã đành, bây giờ hàng trăm xuất vẫn là ngoại giao, thì chả hiểu là ngoại giao kiểu gì. Tức là cái đất lô nào cũng là lô ngoại giao, và tôi cảm thấy nó là như vậy. Bản thân tôi thấy là chẳng có lô nào là không có lô ngoại giao hết.
hỏi đâu nào cũng ngoại giao, chỉ có ngoại giao nó mới rẻ như vậy thôi. Nhưng thực chất ra quý vị có thấy được không, không biết là rẻ hay là đắt, chẳng biết là quý vị cảm nhận thấy đắt hay rẻ. Thế nhưng mà đấy là một trong những cái mà chúng ta phải lên nhìn nhận. Chúng ta đầu tư, chúng ta bỏ tiền ra, đóng theo tiến độ đi chăng nữa, chứ chúng ta cũng vẫn phải là đóng tiền, đúng không ạ? Có phải là không phải đóng tiền đâu. Đấy. Đầu tiên là đóng 30%, sau đóng 25%, sau rồi đóng 15%, sau rồi đóng 5%. Đấy. Các cái đợt đóng, cách 2 tháng đóng một lần. Đấy. Quý vị cứ nhảy vào đấy mà chơi. Còn thắng thua thì không ai biết được rằng là thắng hay thua. Nếu mà biết được ấy, thì người ta cũng giàu lâu rồi. Bởi vì cái này nó cũng là một trong những cái khá là khó có thể đánh giá được 100%. Chúng ta chỉ định hướng được thôi. Bởi vì quý vị cũng đã biết rồi, nhiều người chết ở dự án Thiên Lộc, nhưng nhiều người giàu về dự án Thiên Lộc. Nào, nhiều người chết về dự án của Hồng Vũ, nhưng nhiều người lại giàu về dự án Hồng Vũ. Đấy. Kể cả là dự án của Vạn Phúc thế, nhiều người khóc dở méo dở về dự án của Vạn Phúc, nhưng cũng có người cười về dự án Vạn Phúc. Đấy. Cho nên là chúng ta phải đầu tư, chúng ta phải nhìn nhận cho nó rõ ràng, cẩn thận, kỹ lưỡng. Không phải là cái bước mới đầu mà chúng ta vào đã thắng đâu. Nhiều người bảo là ui mới như này, mình mua đầu tiên F0 là mình sẽ thắng. Còn cái thằng mua F2, F3 không bao giờ nó thắng. Xin lỗi quý vị luôn đi. F0 chưa chắc đã thắng bằng F3, F4. Chúng ta phải vào đúng thời điểm. Chúng ta phải vào đúng những cái lúc mà chúng ta phải biết được rằng là thị trường nó như nào, thì chúng ta mới thành công được. Chứ còn F0, đây bây giờ vào F0 của thằng Cầu Trúc về đi, xong quý vị sẽ thấy thắng hay thua. Vào ngay bây giờ thì nó đang F0 đấy, đang toàn suất ngoại giao thôi. Đấy. Cho nên là quý vị mua ở đâu cũng vậy, đầu tư ở đâu cũng thế thôi. Quý vị phải nhìn nhận cho nó rõ ràng, cẩn thận, để tránh những cái trường hợp mà chúng ta bỏ tiền ra xong chúng ta làm chết ở đấy. Tôi có mấy ông bạn, ông ấy mua đất ở mãi trên Bắc Sơn, ở Bắc Sơn như Thái Nguyên này kìa, 3 năm nay rồi. Có người mua 2 năm rồi, bây giờ đang bán hòa vốn này kìa, tháo vốn này kìa, còn chưa ra được cái kìa. Cho nên là đừng có đùa, cũng F0 đấy. Nhưng mà bây giờ đây, cái lớp sau này đây, F3, F4 rồi người ta vẫn thắng. Nào. Rồi dự án của Thiên Lộc kia, bây giờ em mấy rồi, F6, F7 rồi người ta vẫn thắng. F0 chưa chắc đã thắng, thằng F0 đầu tiên chưa chắc đã thắng. Nhưng đến bây giờ thằng F6, F7 nó thắng bình thường của cái dự án Thiên Lộc. Đấy. Cho nên chúng ta đầu tư cái gì cũng vậy. Đừng có thấy mẹ chúng nó lao vào là chúng ta cứ bổ xô nào vào, biết thằng nào là thằng chính, thằng nào là thằng phụ, biết quân xanh hay quân đỏ mà lao vào. Hệ thống của nó hàng nghìn người, đúng không ạ? Nó chỉ cần nháy mắt cái là đã nghìn người đấy đã có mắt rồi. Chúng ta chỉ là cỏ rác ở bên cạnh thôi, tưởng là ngon ăn, lao vào đâu chết đến đấy. Nên lên là cái việc mà chúng ta đầu tư về bất động sản nó cũng là một nghệ thuật. Chúng ta cần phải nhìn nhận rõ ràng, nhìn thấy thế thắng, nhìn thấy một cái sự thật thà, nhìn thấy một cái sự đúng đắn thì chúng ta nên đầu tư, đúng không ạ? Và chúng tôi thì nói thật là chúng tôi trước đây chúng tôi cũng nghiên cứu rất là nhiều các dự án ở trên sông Công. Chúng tôi cũng đã đưa rất là nhiều các cái khách hàng vào các cái dự án, và rất là nhiều người thấy được rằng là tôi chia sẻ nó có những cái thuyết phục, và người ta đã đầu tư, và sự đầu tư đó là một sự đầu tư mà người ta đã đạt được cái thành công. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Và chúng tôi rất là mong muốn là khi mà chia sẻ cho quý vị thì đó là một cái điều vô cùng tốt cho quý vị thôi, chứ chả có cái gì cả, tiền vẫn trong túi quý vị, đúng không ạ? Quý vị chỉ nhìn nhận lại cái sự việc quý vị đang làm. Quý vị đánh giá một cách kỹ lưỡng hơn, chuẩn xác hơn thì quý vị sẽ thấy được rằng là có nên đầu tư hay không, đúng không ạ? Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn và thành công. Đầu tư bất động sản luôn là một cái thế mạnh về lợi nhuận, cho nên là quý vị hãy cẩn thận. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.